Xin chào các bạn. Đây, hôm nay mình đã giăng màng được cho cái rau của mình rồi nè. Đây là lưới mùng nha các bạn. Lưới mùng cậu đang thiết kế để giăng lên nè. Đó, để cái này buổi tối thì sương vẫn có thể xuống để cho rau mát ha. Và ban ngày thì cũng có thể che được một xíu nắng nhưng mà vẫn giữ được ánh sáng cho rau. Nay rau buổi chiều nè các bạn. Buổi chiều nó không tươi bằng buổi sáng đâu, bởi vì rau buổi chiều nó bị nắng như một ngày đó các bạn. Nghiệp ghê chưa? Thương ghê chưa? Nè. Ở đây thì cậu đã cột được cái mối này rồi nè. Đó. Đó là cột đây một mối nữa nè. Đó, căng như vậy đó. Nó cũng đỡ được nhiệt các bạn. Đỡ được nhiệt cho rau. Đó. Và mưa thì mình cũng không sợ là nước nó vô ống. Và mình cũng không sợ là nó bị giặt rau của mình nha. Đây, rau đó các bạn. Còn mấy cái lỗ trống này là chưa có rau rơi bỏ vô. Ở phía trên như thế này nè. Ở bên trong kia thì hai cậu đang ngồi nghiên cứu. Không biết tại sao mình lại mê rau đến như vậy luôn các bạn. Đây, ở xa xa con bé mình nó đang đứng, nó dịnh lưới cho cậu kìa. Đó. Cái này cho nó đâu? Đâu cũng được hết trơn. Rồi cho nó đây luôn hả? Hả? Ừ, miễn là sao đâu là... Ở đâu được là được à. Cái bô này giật lên cái đứt hết rồi. Tôi sẽ quay vườn cây của tôi. Giờ là nó chia sẻ cho thầy đi. Các bạn vô đây chia sẻ cho mình đi. Mình làm mà tại sao các bạn không chia sẻ cho mình? Chia sẻ cho mình đi. Còn phải nó khoan khoan, dừng lại khoảng chừng 2 giây. Cậu vậy cười thì tiếng quá. Này. Cậu. Cậu làm gì mà tiếng? Bạn chia sẻ cho mình đi. Để chia sẻ đi. Tại sao các bạn lại không chia sẻ cho mình? Con cũng biết vậy, con nên làm gì? Con lấy con lá, con lắc cái gì đó. Con dẫn đi. Đây là cái mạng lưới của mình đã được hoàn thành rồi nè các bạn.
Đó, hôm qua cậu làm hơi tối cho nên là mình không quay cho các bạn xem được. Sáng hôm nay ra thì đúng là tờ mờ sáng tinh sương luôn các bạn. Đó, ở bên xa xa kia là cái chòi tôm của các anh hàng xóm. Đó, anh chạy máy như vậy cho nên là cái tiếng nó hơi ồn ồn. Các bạn xem video mà thấy ồn ồn thì cũng thông cảm cho mình nha. Đó. À, mình không biết là có phải tại vì hôm nay trời ít sương hay là tại vì mình giăng cái màn lưới này mà nó lại không có sương động lên trên cái ống giống như hôm qua các bạn. Hôm qua là mình thấy sương động lên trên cái ống rất là đẹp luôn á, rất là mát mẻ và rất là đẹp luôn, mà sao hôm nay lại không có ta. Đó, ngày hôm qua thì nguyên một ngày là trời nắng kinh khủng. Là mình đi công việc mà mình cứ nhớ tới mấy em nó, xót xa các bạn. Không biết là các em nó có bị héo hay không. Thì đi về thì thấy các em nó cũng buồn hiu à các bạn. Tội nghiệp quá trời. Nhưng mà mình đi về thì mình mang theo lưới và hai cậu cũng xuống để làm cho mình. Thì có hai cậu dễ thương lắm, kêu cái là đi liền à. Đó, nhà lưới ở trên thì mình mua cái lưới là cổ này là cổ 2,5 m. Bà bán lưới đã nói cho mình á là cổ 2,5 m các bạn. Thì mình làm, mình mua, mình làm. Nói chung là có được cái mạng lưới này thì mình cũng yên tâm. Để ví dụ như mà buổi chiều hay sáng gì có mưa thì cũng đỡ. Và mình cũng nghĩ là cái màn này thì nó cũng gọi là che được một chút xíu nắng, cách được một chút xíu nhiệt đó các bạn. Đây ở trong vàng ươm hôm nay thì chỉ còn có tầng ô thôi các bạn. Tầng ô 4 ngày tuổi. Sao 4 ngày mà nó nhỏ xíu không biết nữa. Nó khó lên quá các bạn. Đây mình đi qua mé bên đây cho các bạn xem nha. Nhìn có cái lưới thì nó bao bọc rau rồi, cho nên là mình chỉ thấy mờ mờ thôi. Đây bên đây thì cậu có chừa ra chỗ để cho mình tiện đứng chăm sóc, cũng như là mình quay được cho các bạn xem nè. Đó. Đâu của mình á, mình chạy dinh dưỡng hơi ít các bạn, cho nên là nó hơi nhỏ so với lại cái rau bằng lứa tuổi của nó. Mình cảm giác như vậy á. Mình thấy cái cọng nó ôm nhơ mà. Mình chạy dinh dưỡng hơi ít thôi kệ. Đây là cái lứa đầu tiên. Lứa đầu tiên mà, cho nên là hơi kệ. Nhỏ xíu cũng được. Mình thì mình nghĩ như vậy nè các bạn. Nếu như mà người ta mà kinh nghiệm rồi thì có thể người ta trồng một cái cây khoảng nửa ký chẳng hạn, đúng không? Còn mình chưa có kinh nghiệm thì mình sẽ trồng khoảng là một cây 2-3 gram, đúng không? Nhưng mà nó cũng gọi là cũng được, đúng không các bạn? Chứ làm sao gọi là có sự thất bại ở đây, đúng không? Đó, cho nên là mình nghĩ như vậy, cho nên là mình không có bị xuống tinh thần. Ví dụ như lứa đầu tiên mình trồng thì cây rau nó nhỏ, nó không có được như là người ta. Nhưng mà những lứa sau từ từ thì mình sẽ có kinh nghiệm ha. Đây, rau về hôm nay nó đã lớn như vậy rồi nè các bạn. Nó cũng lớn đúng không các bạn? Hôm qua mình bỏ ra ra vàng đó thì hôm nay mình thấy là nó cũng lớn. Đó. Rồi, buổi hôm nay thì mình quay cái vàng lưới nè. Mừng quá trời, quay cho các bạn xem. Đó. Và rau của mình hôm nay là tính ra là được 3 ngày ra vàng. Đó. Hôm nay là mới bắt đầu nha. Rồi, Như Tí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.